Hello, xin chào anh em, mình là Vinh. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ mũi vít của Makita. Bộ này 43 chi tiết, giá bán chỉ có 600 ngàn thôi. Cái bộ này anh em mua anh em sẽ lời được cái là có cái hộp đựng rất là đẹp. Thì trong cái bộ này nó có đầy đủ những cái mũi vít mà chúng ta hay sử dụng luôn. Đầu tiên thì đó là những vít bông sao đầy đủ luôn. Bông sao này là bông sao có lỗ và bông sao không lỗ. Một dàn trên là không có lỗ, dàn dưới có lỗ. Vít BZ 4 cây, vít SL 4 cây, bít BH 4 cây và bít lục giác 4 cây. Ngoài ra thì nó sẽ có trang bị cho thêm mình những cái mũi vít dài dòng bông sao BH 2 BZ và SL, những cái hai xài thì độ dài nó có luôn và chuẩn này là chuẩn ngắn hết. Đây là một cái đầu chuyển từ lục giác 6 sang 6.35 lục giác luôn. Đầu này là cái đầu chuyển để gắn những mũi này, ở dưới này cũng vậy. Cái đầu này thì có 500, còn cái đầu này là nó cài bằng bi và 500. Và đây là ba cái đầu bắn tôn. Đầu bắn tôn 6, 8, 10. Đó là những cái size mà chúng ta hay sử dụng. Thì cái bộ này giá bán nó chỉ có 600 ngàn thôi. Và mã sản phẩm là B gạch 55697 à, 43 chi tiết rất là đẹp như thế này. Và mỗi chi tiết của nó là có một cái màu khác nhau. Đó. Những anh em nào mà chúng ta sử dụng gia đình thì mình nghĩ đây là một cái bộ rất là phù hợp. Mua nguyên bộ này là anh em có gần như đầy đủ đồ chơi luôn à, đầy đủ đồ chơi luôn. Nó nhiều rồ lắm à, nhiều hơn cả những cái hàng của hãng World Power nữa. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này. Địa chỉ cửa hàng là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Phú Chí Minh. Đây là mã sản phẩm anh em có thể tìm trên website. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.